Wow, biển đẹp quá, bọn mình ra bơi đi. Nhưng mà ngoài trời nắng lắm, không chơi được trò gì đâu. Ra ngoài nắng là em ra đây. Thế thì chán lắm, ở đây mà không có gì chơi thì biết làm gì bây giờ? Hay là chúng mình chơi trò nhảy múa đi, để tớ nhảy trước cho. Wow, ý kiến hay đấy, các cậu xem tớ nhảy nha. Cái gì vừa kêu mà to như thế nhỉ các cậu nhỉ? Ở đâu đây? Ui, cái tiếng gì hay? Ui, cái bạn cục phân này sao chạy nhanh thế? Cái gì cơ? Em Cam với cả bạn Groot bị bắt rồi á? À? Ở đâu? Mau dẫn tớ ra xem nào. Đâu? Em Cam bị bắt ở đâu? Ở đây á? Ở đây có gì đâu? Một con chó mực. Để tớ hỏi xem nào. Này chó mực, có biết em Cam ở đâu không? Ơ, sao nó này? Cậu hỏi kiểu gì mà con chó mít lại quay ra nó cắn mông thế? Để tớ hỏi cho. Chó mít ơi, có một con khủng long rất là to, đó là em Cam và bạn Groot. Cậu biết ở đâu không? Hướng kia. Ôi, cảm ơn bạn chó mít nhé. Chó mít chỉ ra ở đằng này hả cậu? Xem có dấu vết gì để lại không nào. Ôi nhìn này, cái gì đây? Một cái bàn chân có ba ngón các cậu ơi. Cái bàn chân này to hơn nhiều so với bàn tay của tớ. Đây chính là những bàn chân của con khủng long đó đấy. Nó đi để lại dấu vết trên cát này. Hướng về phía biển Ním ơi. Chắc chắn là nó đã bắt em Cam và bạn người cây đi về hướng đó. Không nói nhiều nữa, bọn mình đuổi theo thôi chắc. Thả ta ra, thả ta ra cái con khủng long này. Sao ngươi lại bắt bọn ta? Ngươi định mang bọn ta đi ăn thịt à? Ním ơi, tớ nghe thấy giọng của em Cam rất gần đây luôn. Ôi không, nhìn trước kìa, có một con khủng long rất là to đang bắt em Cam ở phía trước. Ngươi có ngồi yên không? Nếu không, ta ăn thịt ngươi luôn bây giờ đây. Đang đói lắm rồi đây này. Đã được cõng rồi mà lại còn nắm đồ mà. Ngươi ơi, ta đi ra ngoài con khủng long này. Thả ra. Anh tới đây. Anh chị đến cứu em đây. Nào Cam đâu? Nhảy xuống nhanh lên. Nhảy xuống đây. Yeah. Cuối cùng cũng cứu được em Cam rồi. Còn đặng người cây của em nữa bị bắt trong hang này. Yên tâm đi, anh sẽ vào cái hang này và giải cứu người cây cho em. Ui, cái hang này rậm rạp thế này, được che chắn bởi rất nhiều những cái cây. Ui, vào càng sâu là càng tối đấy nha các cậu nha. Cậu có nhìn thấy gì phía trước không? Phải bật đèn lên. Ôi ôi, nhìn này các cậu ơi. Cái gì vậy? Một cái mạng nhện to khổng lồ. Oh no. Nhện, mạng nhện to như thế này là chắc chắn là sẽ có nhện ở xung quanh đây đấy. Không phải chắc chắn đâu, mà nó ở đằng sau tớ đây này. Ui, một con nhện đỏ, đen, rất nhiều khoang luôn. Các ngươi sao lại vào vương quốc của ta? Không thể cho các ngươi chạy thoát được. Ui, nó còn định đòi ăn thịt cho mình ấy mời. Đứng lại. Ôi, chạy đi. Phải tìm chỗ lắp các cậu ơi. Chui vào đây. Nó còn đuổi theo chúng mình nữa không? Sợ quá. Cái gì kêu vậy? Còn gì đây? Chị Trân ơi, chị đang nấp ở sau cái gì thế? Úi dồi ôi, Trang ơi, cậu chạy vào đâu không chạy? Chạy nấp sau thẳng đá như tớ đây này. Cậu nấp sau cái gì thế kia? Hình như là một quả trứng. Quả trứng của một con khủng long bạo chúa các cậu ơi. Mà khủng long bạo chúa con sẽ không cắn đâu đúng không? Đúng rồi. Đó, khủng long bay đi nè. Rất đáng yêu luôn. Wow, đôi mắt này. Ê, hello, what is your name? Ui, răng sắc nhọn luôn. Nhìn nè, rất nhiều răng. Bé tí thôi mà đã mọc rất nhiều răng rồi.
Ai đọc làm gì đây? Khủng long ăn thịt đó. Đây là loại nhỏ nhất của khủng long ăn thịt hay sao ấy? Chiên sống ở trong cái hang. Trên kia còn có một cái mạng nhện to khổng lồ luôn. Liệu con nhện đó có vào đây không nhỉ? Sao con khủng long này nó không chạy tấn công bọn mình nhỉ? À em biết rồi, nó đang bị mắc vào mạng nhện. Đúng rồi, hai cái mạng nhện to đùng phía trên đã giữ con khủng long này lại. Thế là nó không thể bắt được bọn mình các cậu ơi. Chứng tỏ ở đây có rất nhiều nhện, không chỉ cái con nhện khổng lồ vừa nãy mà chúng mình gặp đâu. Cậu thử tìm xung quanh đây xem có bạn người cây đó không. Ôi, có lẽ bọn mình lên đi vào bên sâu bên trong xem nào. Ok, let's go. Nó ăn cỏ. Một con khủng long ăn cỏ. May quá, không phải là khủng long ăn thịt các cậu ơi. Một con này nhiều gai lắm, đây là khủng long gai rồi. Đúng rồi, khủng long đuôi búa các cậu ơi. Nhìn đằng sau kìa. Wow. Cái đuôi như một cái búa để tấn công luôn. Trên người thì có rất nhiều những cái gai để chống lại kẻ thù. Đi ra làm gì thế? Ô, em thăm phút về bạn khủng long này. Có vẻ như bạn ấy thích thì sao ấy. Em thử hỏi bạn ý, có biết bạn người rốt ở đâu không? Có thấy không hả bạn? Ô, bạn ấy gật đầu bảo là thấy này. Ồ, thế bạn người cây đi đâu rồi hả cậu? Thì ra là bạn ấy chạy vào đây à? Thế bạn ấy bây giờ chạy đi đâu hả cậu? Chạy vào lối trong kia. Được rồi, tớ cảm ơn nhá. Các cậu ơi đi thôi. Here we go. Khủng long phun lọc độc. Cẩn thận, anh tránh ra. Con này nó phun lọc độc kêu đấy. Bọn mình phải đứng ở đằng sau nó đi. Đây cũng là một loại khủng long ăn thịt đấy. Nhưng loại này cũng nhỏ thôi. Từ từ, mình chờ nó ngủ. Mình sẽ chạy qua trước mặt nó nhé các nhé. Nhanh lên, 1, 2, 3, chạy. Người cây, bạn lại đi lạc vào cái hang động khủng long nguy hiểm như thế này nhỉ? Ui, đằng sau cậu và em Cam có những chiếc lồng gì kìa? Đây là lồng nuôi khủng long. Bọn mình thử tiến vào đây xem nào. Một con khủng long nhỏ này. Đây này các cậu ơi, trông nó dữ tợn chưa? Các cậu nhầm rồi. Đây chỉ là một con rồng Nam Mỹ thôi. Con rồng á? Phía bên này là con gì? Ui, con này cũng là một con rồng à? Nó còn đang ngước nhìn lên mình kìa. Các cậu biết những con rồng Nam Mỹ này ở đây làm gì không? Ở đây làm gì? Chúng chính là thức ăn cho những con khủng long kia đó. Ui, tội nghiệp những bạn rồng Nam Mỹ này. Liệu có khi nào cái bạn người cây của em Cam cũng bị mấy con khủng long nó ăn thịt không? Bọn mình mau mau phải giải cứu cậu ấy đi. Mình thấy con nhìn thấy có cái hàng rào với cái cổng rất là to này. Cổng này hình như là để nhốt những con khủng long. Bạo chúa đó. Những con khủng long rất là to và khỏe. Rồi đấy, ở trên TV khi cái cổng nó nhấc lên là một con khủng long bạo chúa đi ra ngoài đây. Anh chị ơi, có ánh sáng ở phía cuối kia. What happened? Thế là chúng mình sắp sửa ra khỏi cái hang này rồi đó. Nhanh nhanh em Cam ơi. Nhanh nhanh lên các cậu ơi, nó ra đây rồi. Cẩn thận em Cam. Wow, bọn mình ra được bên ngoài rồi. Một thác nước. Ồ, con gì này? Con cá mập à? Cá heo. Cá này không phải cá heo. Cá heo thì mồm nó nhọn cơ. Con này mồm rất là to và có nhiều răng. Cá ăn thịt đúng không? Đây là hình như là một loài khủng long hay sao ấy. Khủng long bơi ở dưới nước. Ở đây cũng có một bạn khủng long bơi kiếm ăn cỏ này. Wow, bạn này thật là to lớn luôn. Đi kia. Ở đây cũng là một bạn khủng long ba sừng. Bạn này chuyên ăn cỏ, thế nên là rất thích sống ở những cái đồng cỏ. Cam đi thôi. Nhưng mà sao vẫn chưa thấy bạn hà rốt của em Cam đâu nhỉ? Cam ơi, nhìn con khủng long bạo chúa kìa. Nấp đi. Thở nó không để ý, mình phải chạy thật nhanh qua nha. Con này là đáng sợ nhất ở cái khu này đó. Là loài ăn thịt mình ghê gớm luôn. Nó to hơn rất nhiều các con khủng long của em Cam. Con này nó đang đứng đây để canh giữ đó. Không sợ ai có thể thoát ra ngoài được. Nó đang rào lên kìa. Nấp. Ui, ở đằng này cũng có một bạn khủng.
khủng long này. Người màu đỏ luôn. Có cái màu đỏ rất là vàng. Ủa cà vậy? Tớ phát hiện ra bạn cà rốt này. Ui rồi ôi, đang cưỡi lên bạn khủng long màu đỏ này này các cậu ơi. Thì ra là cái bạn người cây này mãi chơi, đứng ở đây cưỡi lên bạn khủng long ăn cỏ này này. Ui bạn này còn có cái đầu, có cái màu to chưa như một cái màu già vậy. Thôi bọn mình xong việc rồi, tạm biệt bạn khủng long nha.